Đã chuyển tiền rồi. Rất nguy hiểm cho công thành của chiến Nga. Bóng vẫn còn. Còn ý kiến là phải đâu? Đây rồi. Phạm lỗi về hành vi là thể hiện. Kịp rồi, không kịp rồi. Cầm mấy cao ấy, đi đâu mấy cao đó thôi, không mua rồi. Phòng dập của các cầu thủ A2. Nhưng mà số 7 A5 thế nào? Được. Được chưa? Một tay nữa. Đang. Cảm giác chút thơm. Quả lại bóng rất xa. Cầu thủ chạy đâu mà muốn gì chạy theo đó. Quả lại bóng thẳng vào của thành. Để thấy đó. Nãy là nó lớn lắm mà. Không qua khỏi chân của Hậu. Vào trong khu thành. Không nhắc nhiều, tinh thần phim lên. Yeah. Đã vô tư, thoải mái, thầy cô giáo đang cổ vũ chúng ta. Đúng không? Ok. Cái gì là ngồi bỏ hết chưa? Rồi. Rồi, tay đi đâu? Này, lên đường không? Cần là có bóng.